đề nhẹ là lên liền. Đó, bô giống như tiếng mô tô GP vậy. Yeah. Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì đây là chủ nhân của chiếc CBR600RR mà anh em hay hỏi đó. À, chút nữa quay cho mấy bạn xem mấy con CBR600RR đó nha. Chắc bây giờ chắc không ai nhận ra ở đâu. Nhận ra mới lạ, không có nhận ra em CBR đó nữa đâu. Đó, ảnh đã về, ảnh tu dưỡng rồi, ảnh làm đủ thứ cho xe đi spa rồi, rồi dán keo rồi bắt thợ gì 2-3 giờ đêm mà. Bữa coi thấy 2-3 giờ đêm còn dán xe. 4 giờ là mình về tới nhà, còn 3 rưỡi. Có bo cho nhân viên bộ hả? Thấy làm tội cha. Trời ơi, nước dưới đó mua nước bệnh luôn á ông. Nóng lắm, tại chỗ đó mình không được bật quạt, nó hơi bật hồ quạt mà. Cái phòng thì nóng mà không được bật quạt nữa. Mà nhân viên dưới đó chịu khó hả? Mấy em cũng quen. Mà làm được. Ủng hộ nó luôn. Giờ dán full con nhôm xước. Nhôm xước ở đời canh mắc nhất rồi, đâu còn nào mắc. Không, mình như tem kem đi mắc hơn. Nhôm xước là mắc nhất chứ. Đa số thấy người ta dán nhôm xước nó mắc liền. Mà còn một cái loại đề can nào nữa là cái loại đề can mà gọi là đề can dành cho siêu xe á, loại đó còn mắc nữa. Rôm gì hả? Ừ, hình như rôm mấy siêu xe hay dán mắc nữa. Đó là chút nữa cho anh em, sẽ cho anh em ngắm bò rừng. À, bò lúc đầu là bò thành phố, xong rồi bán cho ảnh là đúng chất bò rừng luôn anh em. Như một con bò rừng luôn. Xíu nữa quay cho mọi người coi. Rồi, đây. Cho anh em ngắm con bò 600. Không còn nhận ra đúng không? Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Cổ bô vẫn còn mới nha. Cổ bô vẫn còn mới. Ê, chỗ này sao nó dính cái gì? Con này giờ cứng rồi, hai bên hông này giờ cứng rồi. Đó, rất là đẹp ha. Lốc máy. Chỗ này nè, bữa nào rảnh mua samurai á. Samurai mà chống nhiệt á. Xịt lại miếng này nè là đẹp à. Samurai chống nhiệt nha. Loại cái đó là loại sơn tây mà loại xịn nhất á. Nó tới 100 mấy chục ngàn bình luôn á. Tốt lắm. Cái đó mình mấy người đó nó hay sơn bô rồi gì luôn không? Hả? Ừ. Cái đó nó lon sơn bô được luôn. Tôi là tôi khoái tháo cái này ra bỏ luôn nè. Công nhận bữa giờ tôi cũng thấy thích, nhưng mà hồi sau tôi tháo cái này ra. Đi gần nhà khỏi kính thì... Đúng rồi, nó đẹp. Gắn kính vô thì nó hơi bị hiền. Đúng rồi. Nó hơi bị hiền. Đồ, quá đẹp luôn. Chỗ này bữa nào lên mấy ốc titan vàng nữa. Mấy ốc titan vàng nữa là đẹp rồi. Titan nha. Chừng mấy trăm ngàn nữa là đẹp rồi. Á phục đã ha. Điều chỗ này nó dán phải hơ lại nè. Nó còn chỉnh nó bị phồng, mới dán nó bị phồng. Mấy ngày nữa coi chỗ nào hở. Ừ, mắc dữ. Quá đẹp. Ủa này dán carbon hả? Bữa nào chơi chán á, nhúng luôn. Nhúng hả? Nhúng luôn. Lên mạng á, mua về nhúng cũng được nữa. Ừ. Mua nó có nguyên bộ luôn. Order trên mấy web Shopee rồi á. Đẹp ha. À, ngắm đây nhìn cái. Cái này á, nó không có bóng, nó nhìn nó sẽ không có mới bằng cái màu đỏ cũ của mình. Nhưng mà mình để vậy nó dị hoài luôn á. Nó dị hoài, để 1 năm 2 năm là nó y chang, nó màu dị hoài luôn. Mà nhìn chót, nhìn đẹp. Đen nhìn nó ngầu. Nhìn xa xa tưởng tưởng gì ta. Anh Công, con bò cũ của mình hả? À? Nhìn ra không? Con bò màu đỏ. Con bò màu đỏ đó. Giờ hỏi xe nào là hiểu rồi. CBR 600 RR màu đỏ đó, không nhớ hả? Nhìn không ra. Đẹp ha.
Sẵn điện ảnh chia sẻ luôn là con này biển số Sài Gòn, xong rồi ảnh mới kiểu như là ra biển số thì ảnh không có ảnh sử dụng biển số đúc gầm với lại cái bô độ thì tốn triệu rưỡi gọi là triệu rưỡi tiền ngu. Cái đó tiền ngu của anh em chơi xe đó, nó nói cho vui thôi, đó là tiền mình chơi xe thì mình phải chịu thôi. Nhưng mà nếu như mà mình Vin á thì mình không tốn gì hết. Vin là như tốn có 150 thôi, đúng không ta? Đúng rồi, 150 tiền đóng lệ phí thôi. Đúng rồi, nếu như mà xe Vin là chỉ tốn có 150 thôi, tại vì mình chơi xe mà phải chịu thôi. Thì xe mình nó đã đúc gầm với lại bô móc á, nhưng mà đúng ra bô này cũng là bô Vin, nhưng mà tại vì móc á bữa đó là cũng không biết ha, ông công an không biết mà ông cũng không rành, cũng sợ luôn, tâm lý mới biết là cãi không cãi phải có lý thuyết. Lên search cái google tại vì nhiều anh cũng không có biết, nghĩ là cứ đúc đích là bô độ, cứ nghĩ là xe có bô đúc đích là nghĩ là độ ha. Đẹp dán lên nhìn mới tin. Bữa thay ốc titan này luôn nè, chó đẹp. Lỡ thay luôn titan này chó đẹp. Thay ổ khóa mới luôn á. Ổ khóa này hả? Thay nguyên bộ luôn. Lên smart cây đi. Mình mua nguyên bộ là thay cùng này với cái này luôn. Lên smart cây đi. Lên smart cây luôn. Để bữa nào nghiên cứu cho nó bóng. Chủ phòng đây, phòng đây. Rồi bây giờ chủ xe cho nghe tiếng bô cái đi. Vô đây nghe tiếng bô cái. Coi đá số cho nha. Tề nhẹ là lên liền. Đó, bô giống như tiếng của Moto GP vậy. Quá đã. Trong cái dòng này nè, mình thích nhất cái con này trong dòng CBR luôn. Mình thích nhất con này bởi vì cái bô đó là bô đúc đích luôn. Vin của nó là bô đúc đích. Khi mà nó chạy phía sau á, mình nghe giống như động cơ phản lực vậy đó. Và mình không biết nó đang đi phía bên phải mình hay bên trái mình. Rất là khó nhận ra ha. Với lại cái đời này cái gấp nó không có lỗi thời. Anh em có để ý không? Ông có để ý không? Ví dụ Ninja 400 rồi mấy cái dòng sau này á, cái gấp nó vẫn không đẹp bằng gấp của con này. Mấy chiếc xe nhỏ hay chế nhựa kiểu như là ốp gấp CBR 600 RR. Mấy em đó. Nó hay chế cái này tại vì gấp này nó đẹp không lỗi thời. Rất là đẹp luôn. Nó đẹp giống như cái dòng mà 150 có là dòng TFX nữa. Và cái gấp nó vẫn đẹp á. Gấp vẫn đẹp, dòng này vẫn đẹp. Nhìn đã hơn anh em ha. Có ai ước mơ CBR 600 không? Cái này là ước mơ của bao nhiêu người đó. Hồi xưa nó hot giống như là nó hot hơn cá mập bây giờ luôn. Những đời 2010 rồi á là nó hot. Nó hot giống như hơn cá mập bây giờ nữa. Quá đẹp. Rồi giờ vô trong chơi. Đó vô là thấy đây. Mắt đen mắt trắng lại. Ừ, nó hai màu. Cho anh vô tham quan. Chút tôi lấy con ai. Chút tôi lấy con 800 đi ốp nè. Đây, 800 đẹp không? Con 800 kia là còn đẹp hơn nữa. Con này mới ken. Không, con kia đẹp hơn luôn. Con tôi chuẩn bị lấy á, đẹp hơn luôn. Giống con này luôn hả? Đẹp hơn con này nhiều luôn. Ừ, con này hạ yên rồi. Hạ yên cho con hông nó chạy á. Cái bảy nha anh em. Chạy về chứ đâu có núp gió đâu hả? Ừ, núp vậy? Núp nó không đẹp. Kiểu khi mà mặt đã mê sợi bọt rồi thì ít ai mê cái này, mà cũng có nhiều người ta rất là mê dòng này, người ta không mê sợi bọt. Với lại dòng này thì đi dạo phố thì ok. Ừ.
chụp hình không? Có chụp hình không? Đó giết bà. Đâu có. Đâu, à, xịt xịt dưỡng á. Dưỡng để lâu á, để phải dưỡng. Mỗi bữa kêu lên phòng mà không? Ừ, thì ở dưới đây vẫn chân bình thường. Chân xe lớn rồi nè. Còn trên lầu là mấy xe 150. Về bán mét đất. Chụp hình không? Chụp xong lên lầu chơi. Con bên đây cao hơn, con nó lùn hơn. Không, con bên đây cao hơn. Con dầu mày kiếm vậy. Ông thấy lên con dầu hợp lý không? Tùy xe đỡ. Tùy xe. Bây giờ có chiếc này. Này cái trúng số mua chứ vợ con. Chụp hình cho ổng kìa. Dạ. Chờ vừa để xong mua. Chụp hình cho ổng kìa. Rồi để xong rồi tiền đâu đó, tiền mua sữa đó nha. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ lên lầu chơi ha. Chụp xong rồi lên lầu chơi. Rồi giờ mấy anh em bàn chuyện về xe một xíu. À, ở xa từ Củ Chi xuống bàn chuyện về xe một xíu rồi. Thôi cảm ơn anh em đã xem clip nha. À, chúc anh em một ngày thiệt là tuyệt vời. Hôm nay là chủ nhật đúng không? Chủ nhật. Ừ, nhưng mà clip chắc tuần sau mới đăng. Có thời gian mới dựng được. Quay chơi thôi, anh em giao lưu chơi vui. À đúng rồi, mình có cái gì sẽ nhỏ như vậy. À. Nói chung là mình làm thiết kế đồ họa. Có nhiều anh em trong cái diễn đàn nói là trời ơi. Lương bao giờ mới đủ xài. Dạng như kiểu tháng nào cũng khô máu, nhưng mà nói thiệt, nếu mà anh em đam mê á thì mình cứ cố gắng mình để dành thôi, không phải là nhịn ăn nhịn uống nhưng mà tém lại xíu. Dạng như mình lựa kèo mình chơi từ từ, với quan trọng là mình phải quyết tâm mình sẽ mua được. Vậy thôi, đơn giản thôi. Chơi với lại một phần á là chơi mô tô phải có một con tay ga, con xe nhỏ để dành. Đúng, chính xác. Chứ không ai mà lấy xe bốn máy mà chạy ngày nào cũng chạy, ngày nào chạy chịu đi nổi. Thứ nhất á là chạy nó hẳn xe cưng mà nó uổng. Với thứ hai á, tiền xăng nè, bảo dưỡng, lớp vỏ nhớt vậy, tất cả thứ nó ghê lắm. Nó mắc hơn cái thằng bốn bánh á. Ví dụ mà ông mua một chiếc Innova đi. Innova nó hao hơn một cái chiếc Innova luôn á. Chung là bảo dưỡng chi phí cao hơn nhưng mà chạy thường xuyên. Đúng rồi. À. Xăng thấy hao rồi nè. Xăng là nó hao bằng luôn á, bằng chiếc Innova luôn á. Thì anh em chơi thì phải có thêm một chiếc xe để mình dự trữ ha. Như ông là ông đi cái gì? Rider 150 có chiếc Rider đó hả? Có. À, ngon lành rồi. Idol Racing Boy. Racing Boy. Đấy, mua con bò đi bắt chó. Bò bền rồi. Rồi, cảm ơn đã có những chia sẻ thiệt là hay. Rồi, chào mọi người.